Xin chào mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi thăm đứa con tinh thần của mình. Mình đưa mấy cái chậu dâu tây này, cây mâm xôi và cây việt quất ra đây để phía trước nhà thì nó sẽ có nhiều nắng hơn vào buổi sáng. Còn ở phía sau nhà thì nó không có được nhiều nắng. Mình đưa ra đây thì nó sẽ ấm hơn và nó sẽ mọc hoa nhanh hơn. Thì mình đã đưa nó ra đây được khoảng 2 tuần rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người coi nha. Đầu tiên là chậu bên này. Chậu này là chậu chính. Chậu này là mình trồng trước nên là nó ra hoa trước. Đây. Cây này là nó có một hoa rồi này. Nhưng mà dưới này là có mấy cái nụ. Nụ này khoảng tầm 10 nụ cho một cây mọi người. Thì sau này nó khoảng hơn một tháng nữa nó sẽ cho ra trái. Mình nghĩ là vậy. Khoảng tầm hơn khoảng tháng rưỡi đi. Tháng rưỡi nữa là sẽ có trái cho mọi người cùng xem. Đó, hôm bữa ha mọi người ha, mới còn nhớ ngày nào mình mới đem nó về trồng. Nó còn rất là yếu, sau rồi mình chăm sóc nó, bây giờ nó đã ra hoa rồi. Hy vọng là nó sẽ cho ra trái bự. Dâu này thì người ta bảo là dâu trái khá là bự, giống như dâu hoàng đế á. Nhưng mà mình không biết là khi mà mình trồng thì nó có cho ra được chất lượng giống như là ngoài chợ hay không. Mình nghĩ là sợ nó nhỏ mọi người. Còn bên này này, nó cũng có một hoa rồi này. Nụ ở đây thì cũng khoảng tầm 10 nụ rồi đó. Cái này khoảng tầm 1 tuần nữa thì nó sẽ bung hoa hết luôn. Bên này, cây này một hoa này. Bên này cũng nở một hoa rồi này. Bên này hai hoa này. Nụ thì quá trời nụ luôn. Bên này ba hoa nữa. Bên này cũng hai hoa nữa. Bên này cũng vậy luôn. Nụ nhiều lắm nha mọi người. Nụ này mình phải đợi vài hôm nữa, khoảng một tuần nữa thì trời nắng thêm á, nó sẽ mọc ra nhiều hơn. Đó, mình đưa ra trước nhà không á, mình mà để ở sau nhà á, nó ít ánh sáng á mọi người, thì bây giờ nó cũng chưa ra hoa đâu. May là mình đưa nó ra ngoài trước cửa thì nó ấm hơn. Còn hai cây này này là hai cây dâu bạch tuyết. Nó chưa ra nụ luôn mọi người ơi. Hơi bị lâu luôn á, khá là lâu. Lá của nó thì nó đã rất là to rồi này, to bự luôn bằng cái bàn tay của mình. Còn dâu hoàng đế thì nó nhỏ và nó cái lá của nó cũng màu xanh nhạt hơn. Còn dâu tây bạch tuyết thì lá rất là bự và nó đậm màu. Nó bự chưa? À đúng rồi, hai cây này này mọi người có thấy ít lá không? Tại vì là con sóc buổi đêm á, nó ra nó ăn hết lá của mình luôn. Nó ra trái á, thì mình sẽ mua một cái lưới mình giăng lại. Tại vì là mấy con này nó phá lắm. Nó mà thấy trái dâu á, là nó lại nó cắn. Nó không ăn đâu mọi người ơi, nhưng mà nó cứ cắn dở vậy đó. Kỳ lạ mấy con điên này, dở hơi. Rất là bực bội nhưng mà không làm được gì nó hết. Nó như là động vật được bảo vệ bên này á. À, đây này, nó cắn hết này. Đó, lá ra quá trời đẹp luôn mà nó cắn. Không còn lá nào nữa. Ê, nó cắn này, nó cắn tả tơi luôn. Mấy cái lá này là nó mới mọc này. Lá non mới mọc, chứ hôm bữa mình ra mình thấy nó cắn trọc hết luôn. Cây này cũng bị cắn này. Ba cây này để phía này là nó cắn hết luôn á. Còn bên này, cái chậu này thì mình trồng sau. Thì hiện tại là nó chưa ra hoa mà nó chỉ ra được vài nụ thôi. Đây. Nụ này, đây cũng nụ này, vài hôm nữa nó sẽ ra hoa sau. Chậu này trồng sau thì nó nhỏ hơn mọi người. Bên này cũng quá trời nụ luôn, cái cây nhỏ xíu mà quá trời nụ luôn mọi người ơi. Wow. Vài hôm nữa nó sẽ mọc ra thì nó sẽ nhảy cây con, rồi mình sẽ đem qua một chậu khác nữa. Như bên này này thì cái cây nó xung xuê hết cả rồi. Bên này một chậu nữa. Chậu này thì mình thấy nó hơi yếu yếu á, mình đem ra ngoài nắng một xíu cho nó ấm. Chậu này thì có hoa ở cái cây này rồi này, có hai hoa này. Nụ thì được, nụ cây này cũng không được nhiều lắm, 5-6 nụ thôi. Có cây này nó yếu lắm mọi người. Cái cây này ngày trước mình tự nó chết rồi, sau rồi mình cũng đâm nó xuống cho nó mọc lên á. Cái cây này nó yếu là vì con sóc này. Mới mua về để phía ngoài, cái con sóc nó cắn hết lá luôn mọi người. Nó còn một tí gốc nữa, nhưng mà mình vẫn cho nó xuống đất đó, mình trồng.
Bây giờ nó mọc thêm lá rồi này. Nói chung là nó cũng không có chết đâu, vài hôm nữa nó lại sinh sôi nảy nữa cho coi. Cái này nó nhanh phát triển lắm, nó dễ lắm. Thời tiết ở đây nó cũng dễ nữa. Đây, cây bên này nụ cũng nhiều này. Bên này cũng ra hoa này này. Cây bên đây cũng vậy. Đây, cái cây này nhỏ xíu này. Cây này trước cũng rất là yếu mà bây giờ nó đã ra nụ rồi. Cây bên đây cũng vậy. Cây ở giữa này á, là cây bạch tạ. Đó, có cái màu lá này, nó rất là mỏng, phiến lá mỏng và nó có một cái màu xanh nhạt, nó mềm lắm mọi người. Cây này cũng lâu chưa thấy ra trái, nhưng mà lá thì nó mọc sùm luôn. Đó, mỗi loại dâu nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau. Để bữa nào nó ra trái mình sẽ quay lại cho mọi người coi là cái trái của nó khác nhau như thế nào. Cây này á, sắp sữa này nó sẽ mọc ra cây con quá trời luôn, mình thấy quá trời dưới này luôn nè mọi người. Bữa nào mình sẽ đứng ra cho nó phát triển thêm nữa. Còn bây giờ thì cứ để nó như vậy đi. Đó thì là đây là ba cái cây của mình, ba cái chậu của mình. Chậu chính của mình này, chậu thứ hai này và chậu thứ ba này. Cái chậu này này. Sau rồi mình sẽ bỏ lên chậu này. Còn sang bên này là cây cà chua. Cây cà chua sau bữa nay nó nhìn nó yếu quá mọi người ơi. Mình ngắt cái lá vàng đây. Dục cái lá vàng này đi. Tại vì ở đây thì nó mọc hoa rồi này, nhưng mà mình vẫn thấy nó yếu. Bình thường á, bữa trồng giờ đáng lẽ là nó phải mọc cao hơn một xíu nữa rồi, nhưng mà thấy nó vẫn có lùn. Nhưng mà hoa thì nó ra rồi. Hy vọng là nó sẽ ok la. Cứ sợ nó chết thôi. Bữa hôm mới đem về á, trồng nó cứ sợ nó bị chết đó mọi người. Tại vì trời lạnh quá. Còn bên này là cây ớt này. Mọi người biết là chồng mình rất là quý cây ớt này không? Tại vì cái giống cây ớt này á, nó khá là mắc tiền. Và mình trồng á, từ hạt lên mọi người. Mọc bữa hôm tụi mình gieo 5 hạt thì nó mọc lên hết cả năm. Nhưng mà trong đó có 4 cây á, nó yếu, nó chết hết rồi. Nó không chịu được cái thời tiết á. Mà ở đây thì mình hiện tại nhà thì đang thuê á mọi người, nên là không có trang bị được nhà xanh, nhà kính như những nhà khác. Nên là mình toàn trồng ở trong một cái hộp, sau rồi mình đem vào nhà rồi mình sưởi nó bằng ánh điện á, nhưng mà nó cũng không có phát triển được. Thì được có cái cây này này, nó khỏe mạnh. Đó, cái chồng mình mừng, bây giờ phải chăm sóc nó cho nó thật tốt á, để mai mốt nó mọc cây cho nó ok la, rồi nó sẽ ra trái cho mình. Hy vọng là vậy. Nó khỏe mạnh kinh khủng luôn á. Chém mồm chém miệng nhưng mà nó khỏe thiệt. Thì bên này này là cây Việt Quất của mình này, nó cũng ra bông rồi này. Đó, bông quá trời bông luôn. Hoa quá trời hoa, bông quá trời bông. Này á, bữa sau á, khoảng tầm đến tháng 6, tháng 7 á, là bắt đầu á, trái nó xum xuê hết cả luôn. Cái cây thì nó lùn pẹt rồi, nhưng mà hoa quá trời luôn mọi người. Này để bữa nào mình mua thêm phân mình bón cho nó nữa. Cái hoa của nó siêu thơm luôn mọi người ơi. Hoa nó thơm lắm. Còn bên này là mâm xôi đỏ. Mâm xôi đỏ thì cực kỳ tốt và khỏe mạnh. Giống như là cái đất mà mình mua để trồng cây mâm xôi đỏ, nó rất là thích hợp cho nó mọi người. Nên là nó mọc quá trời luôn. Nó mọc cành mới này. Bữa hôm mới mua về á mọi người. Nó đâu có được mọc như vậy đâu. Cành nó yếu xìu à. Bên này này, mọi người thấy cành mới đây không? Đó, cành nó mơ mớt luôn. Thì hoa thì nó chưa ra, nhưng mà nó có cái nụ đây rồi. Mai mốt nó sẽ ra hoa đây này. Cái nụ của nó này. Đó. Cây mâm xôi thì lá quá trời lá. Còn cây Việt Quất á, thì hoa quá trời hoa luôn. Đó là mấy cái cây của mình á. Còn bên này thì mình bữa hôm gieo mấy cái cây bí ngồi. Mà để mấy cái con sâu á, con bọ á, nó cắn hết rồi. Bây giờ mình sẽ phải xịt cái thuốc gì cho nó đỡ sâu đến nó phá mọi người. Rồi để cho nó phát triển. Đây là mấy cái cây bí ngồi của mình này. Bên này là cây rau răm. Nó cũng yếu xìu. Còn bốn cây này á, là hôm bữa mình gieo cây củ cải. Để vài hôm nữa mình sẽ bứng ra một cái chậu bự hơn. Nó cũng phát triển rất là mạnh rồi. Đó.
mình sẽ bưng ra cái chậu bự như thế này. Anh nó mọc quá trời luôn này mọi người. Đó. Thổi cho mọi người xem nha. Thổi nha. Cái này thổi thấy mệt mồm luôn á. Ở trên phim á, thấy người ta thổi rất là ngôn tình. Mình thổi nhìn như kiểu là con thì nở vậy đó. Bồ công anh này, nó mọc này. Đây là bồ công anh cao này. Còn dưới này là bồ công anh thấp này. Đây, mấy cây bồ công anh này mình hái vào mình làm thuốc á, cũng tốt nữa. Cái lá này nè mọi người, lá này nè, mình xào cũng ngon nữa. Đó, ngập tràn luôn. Hoa gì đâu mà quá trời. Đến mùa này rồi nó mọc với hoa trắng này nè. Lúc đầu ban đầu của nó là hoa màu vàng. Bây giờ đây hoa màu vàng của nó này. Lúc mà nó còn trẻ tuổi á thì nó có màu này. Đến khi mà lúc nó già đi rồi nó sẽ có cái màu trắng này. Và khi mà gió thổi á, mấy cái hạt này nó sẽ bay đi. Và nó rất là dơ luôn. Có nhiều người người ta không thích cái hạt này của nó bay tùm lum tùm la đâu. Nhưng mình lại thích tại vì nó đẹp. Quá trời luôn mọi người. Mùa nó. Thôi bây giờ thì mình sẽ đặt máy quay ở đây để mình tưới cho mấy cái cây của mình nha. Bình thường á, ngày trước á là mình có cái vòi á để mình tưới, mình chỉ cần mình xịt nữa thôi, nó rất là nhanh gọn, mình chỉ cần mở vòi lên. Nhưng mà bữa nay nó bị hư. Nó mới bị hư được 2-3 ngày mà chưa có sữa. Nên là mình phải lấy nước ở trong nhà tắm ra để mình tưới. Mình phải tưới như này này. Nó hơi lâu một xíu nhưng mà không sao hết. Mà tưới cái này nó cũng đỡ hơn là tưới cái vòi kia. Lúc mà mình tưới mạnh quá thì cái hoa của nó này mọi người nó sẽ đục. Là mình tưới cái này, mình tưới nơi gốc á. Tưới nơi gốc cẩn thận cho khỏi đụng phải hoa. Còn tưới cái vòi mình phải tránh hoa ra. Mấy cái cây dâu tây này vài hôm nữa mình sẽ cho thêm đất vào. Mình thấy hơi ít đất, mua thêm một ít đất ra mình bỏ cho nó có thêm chất dinh dưỡng. Trời hôm nay thì nó cũng không là quá lạnh và cũng không là quá nóng, mà nó hơi se se nên là lúc đi ra ngoài thì mình mặc áo này mọi người. Tưới sơ qua vậy thôi, tại vì ngày nào mình cũng tưới á. Có hôm á trời mưa thì mình không cần phải tưới. Mình tưới nhiều quá nó cũng không tốt. Cái gì cũng vậy, cũng vừa phải là nó mới cân bằng, nó mới tốt được. Ok, xong rồi mình sẽ qua bên này mình tưới cho mấy cái cây mâm xôi Việt Quốc. Cây Việt Quất này mình cũng tưới dưới gốc để khỏi mình đục cái hoa của nó. Còn mấy cây nhỏ này thì mình tưới ít thôi, nó nhỏ xíu à. Ok. Bây giờ thì mời các bạn đi ra phía sau nhà để coi mấy cái cây của mình trồng ở sau nhà nha. Đi thôi.
chào tạm biệt mấy bạn này nha. Bye bye, đi ra sau nhà nha. Ở phía sau nhà này. Phải đi cẩn thận, hôm bữa mình bị té sập mặt ở chỗ này rồi. Rồi. Ở phía sau này mọi người. Đó. Ê. Đây là bắp cải mình trồng. Nó mọc quá trời tốt luôn mọi người. Bắp cải thì nó cũng không có cần nhiều nắng quá. Nó thích hợp cho ở thời tiết lạnh á, nên là nó mọc quá trời. Và cây xà lách cũng vậy. Bên này á là cái này này, cây này là cây hành tây. Đây, hành tây loại này này. Còn bên này là hành lá. Và mấy bữa nay mình không có đi ra, mình tỉa tót mấy cái cây, cái cỏ này này. Nên là nó hơi lùm xùm. Bây giờ mình sẽ đi nhặt cỏ, nhổ cỏ lên. Nhổ cỏ đi. Sau đó thì mình sẽ tưới cây. Mọi người biết sao cái đoạn này này, nguyên một dòng này mình không trồng gì không? Tại vì là cái đợt mà mình trồng, mới trồng mấy cây này được khoảng một tuần. Mình tính là mua hạt giống về mình trồng thêm mấy cây đầu này nữa. Nhưng mà sau rồi ông chủ ông có quyết định là chuẩn bị di dân mọi người. Có nghĩa là toàn bộ những người ở đây di dân hết. Ông bán những căn nhà này là cách đây khoảng tầm hơn tháng rồi. Thì hiện tại thì hai tụi mình đang tìm chỗ ở mới. Mình không biết là tụi mình có tìm được hay không nữa. Vì hiện tại thì mọi người cũng biết đó, để tìm được một chỗ nó thích hợp cho công việc rồi phù hợp với giá cả thì nó cũng hơi khó. Thì nói tóm lại là tụi mình sẽ cố gắng để tìm. Cho nên là mình quay lại với vườn tược này. Cho nên là mình không có muốn trồng thêm nữa. Tại vì trước sau thì mình cũng chuyển đi. Và mấy cái cây bắp cải này này, mình cũng không biết là mình có đưa nó theo được hay không nữa. Tại vì là mình cũng không biết cái chỗ mới của mình á, nó rộng bao nhiêu để mà có thể trồng được cây. Cho nên là bây giờ mình, bữa mình trồng được từng này thì mình cứ để nguyên như vậy á. Mình không trồng gì thêm nữa mọi người. Bữa nào mà chuyển đi á, mình hy vọng là sẽ tìm được cái chỗ mới mà nó có một ít chỗ không gian để mình trồng á. Mình trồng trong cái hồ cũng được. Nhưng mà cây bắp cải này nó cần phải có một cái không gian rộng. Chắc là mình sẽ đưa một cây đi theo. Nó rộng lắm mọi người, nó bự lắm mọi người. Đây có cái con sâu nó cắn hết lá của nó đây này. Đó. Ngật men này. Vậy đó mọi người. Mình là mình thích trồng cây cối vườn tược. Nhưng mà khổ nổi là mình đang ở nhà thuê á. Nên là mình muốn trồng nhưng mà đây đất quá trời luôn. Đó, trồng thoải mái. Nhưng vấn đề ở đây là mình ở mình không biết khi nào mình đi. Và bây giờ người ta có thông báo là mình phải đi để người ta bán nhà. Toàn bộ 8 người phải tìm chỗ mới. Mấy hôm nay á, 8 người á, 8 người tụi mình toàn phải lên trên mạng để tìm chỗ mới ở. Hiện tại thì chồng mình đang tìm. Mấy hôm nay bọn mình có đi xem mấy cái apartment rồi. Có cái thì cũng ok, có cái thì nó hơi nhỏ, có cái thì nó bự quá, có cái thì nó mắc. Mắc quá trời mắc luôn. Hiện tại ở đây là giá cả rất là ok la. Nhưng mà xung quanh đây có mấy cái apartment nó mắc quá mọi người. Nên là tụi mình đang suy nghĩ chuẩn bị chuyển đi rồi. Đó, khổ dậy chứ. Bây giờ trồng quá trời đây luôn. Trồng quá trời rau đây rồi. Mà chuyển đi là phải bê đi hết. Mà không biết chỗ mới có chỗ để mình trồng hay không nữa chứ. Đó, thì cái vườn của mình bữa nay mình quay cho mọi người xem vậy đó. Trên này này là cái chậu hoa của chồng mình.
Chậu hoa này mình trồng từ hạt luôn, mình mua hạt giống về. Để mai mốt mình hỏi lại chồng mình cái tên hoa gì, mình cũng chẳng biết nữa, mình cũng không quan tâm mấy cái loại hoa này lắm. Nhưng mà chồng mình trồng nguyên cái chậu này để vài hôm nữa nó mọc hoa ra, thì cái hoa này mình ăn được luôn mọi người. Mình nấu mình xào với thịt bò cũng ngon nữa. Thì bữa nào nó mọc hoa ra thì mình sẽ quay lại cho mọi người coi. Thì bữa nay mình quay cho mọi người coi cái vườn của mình có những gì. Thì nó cũng chẳng có gì hết. Vài bữa nữa là đào nó lên, đi theo mình. Này tốt này, hái vào ăn được rồi này. Có mấy bạn có yêu cầu mình quay cây dâu tây đồ á, thì nhân tiện mình quay mấy cái cây rau này của mình luôn. Thì cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai. Xin chào.